trường Đại học Nhân dân và đội thanh niên xung phong 56. Tác giả: Văn Như Tước, cựu sinh viên Đại học Nhân dân Việt Nam, cựu thanh niên xung phong đội 56. Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Giọng đọc: Hải Yến. Dưới chế độ thực dân phong kiến, dân ta chịu đủ điều cực khổ, thiệt thòi, không có tự do, không được học hành. Một số ít được tới trường, nhưng lại phải theo một lối giáo dục nhồi sọ, nhằm phục vụ lợi ích của nền thống trị. Sau 9 năm trường kỳ gian khổ, chống thực dân Pháp xâm lược, với thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, ngày 20 tháng 7, 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Trước thành quả lớn lao của cách mạng, cùng với niềm hân hoan phấn khởi của toàn dân, đông đảo thanh niên trí thức tin tưởng vào ánh sáng của nền giáo dục mới, mong muốn được hoạt động phục vụ nhân dân. Những trí thức đã tham gia kháng chiến cũng có nguyện vọng được học tập bồi dưỡng thêm. Từ thực tế yêu cầu của đất nước đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thanh niên và trí thức cách mạng, Bác Hồ và Trung ương Đảng chủ trương mở trường Đại học Nhân dân nhằm đào tạo những trí thức mới cho chế độ mới. Bác đã giao cho đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu, Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Minh Giám trực tiếp thực thi nhiệm vụ. Quyết định này đã được thanh niên trí thức nhiệt liệt hưởng ứng. Thực hiện chỉ thị của Bác, trong tình hình miền Bắc mới được giải phóng, thủ đô mới được tiếp quản, Đảng và Chính phủ còn biết bao công việc bộn bề, nhưng chỉ sau 3 tháng kể từ ngày đoàn quân chiến thắng tiến về Hà Nội, tháng 1 năm 1955, trường Đại học Nhân dân chính thức được thành lập tại khu đấu xảo cũ, nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Theo chỉ định của Bác, bộ máy lãnh đạo nhà trường gồm Thủ tướng Phạm Văn Đồng là hiệu trưởng danh dự, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo sư Hoàng Minh Giám là hiệu trưởng, Giáo sư Đoàn Trọng Chuyến là tổng thư ký. Tổng số sinh viên được tuyển là 1.200, trong đó có trên 100 nữ. Tất cả đều là những cô tú, cậu tú, những người đã tốt nghiệp phổ thông. Số đông là từ các tỉnh, các thành phố mới giải phóng như Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Đông, Sơn Tây và một số các vùng tự do như Thanh Nghệ Tĩnh, Liên Khu Việt Bắc, Tây Bắc. Còn có cả một số anh chị em từ Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn cũng vượt tuyến ra xin vào học. Trong không khí tưng bừng phấn khởi tại buổi lễ khai trương ngày 19 tháng 1 năm 1955, Bác Hồ đã đến như người cha hiền từ đến với đàn con cháu thân yêu. Bác căn dặn nhiều điều bổ ích. Bác nói: học những gì, học để làm gì, phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học. Phải quan tâm xây dựng lại nước nhà, thanh niên phải có tinh thần gan dạ và sáng tạo, phải trung thành, thật thà, chính trực. Điều gì phải, dù nhỏ cũng phải làm, điều gì sai, dù nhỏ cũng phải tránh. Phải tự hỏi, mình đã làm gì cho nước nhà, chứ đừng đòi hỏi, nước nhà đã làm gì cho mình. Trường này là trường Đại học Nhân dân, các cháu học với các thầy giáo, đồng thời phải học nhân dân. Trong kháng chiến, trong sản xuất, có nhiều chiến sĩ, nhiều công nhân, nông dân đã chiến đấu lao động, gương mẫu xuất sắc. Như đoàn thanh niên xung phong, gặp việc gì khó, việc gì cần, họ cũng đều xung phong. Mong các cháu noi theo những gương thanh niên kiểu mẫu ấy. Được biết, sau đó, bài nói chuyện của Bác đã được giới thiệu
tại trường đại học tổng hợp Lomonosov ở Moscow. Tiếp theo là những lời giáo huấn của Thủ tướng Chính phủ kiêm Hiệu trưởng danh dự Phạm Văn Đồng, của Tổng Bí thư Đảng Trường Chinh, của Hiệu trưởng Hoàng Minh Giám. Sinh viên được học các học phần chính như duy vật biện chứng, duy vật lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng Việt Nam, phẩm chất đạo đức của thanh niên, của người cán bộ. Cùng với những bài nói chuyện chuyên đề, các đồng chí lãnh tụ, các nhà chính trị nổi tiếng, các học giả xuất sắc đương thời như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Tố Hữu, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Khánh Toàn, Đoàn Trọng Chuyến, Trần Huy Liệu, Minh Chanh, Khoa Minh, Nguyễn Chương cũng tham gia giảng dạy, trình bày. Phương pháp học của trường là sinh viên tập trung nghe thầy ở giảng đường, rồi về chi, về tổ, nghiên cứu, thảo luận, liên hệ với tình hình xã hội và bản thân, thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, viết thu hoạch để củng cố nâng cao nhận thức, lý luận, tư tưởng và lập trường quan điểm. Xen kẽ với các chương trình học tại trường, tất cả sinh viên còn được đi tham quan thực tế ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh khi đang cải cách ruộng đất, đi thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, khu mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả. Các cuộc đi thực tế này giúp cho sinh viên thấy rõ sự cần thiết phải gắn lý luận với thực tiễn, củng cố tích lũy kiến thức, rèn luyện ý chí, tư tưởng, xây dựng nhân sinh quan, thế giới quan mới, nâng cao tư duy khoa học, lý tưởng và tình cảm trong sáng. Sau khi kết thúc một năm học ở trường, sinh viên gia nhập Đoàn Thanh niên Xung phong để tiếp tục rèn luyện trong lao động, vì đã được học tập nâng cao về lý luận, chuyển biến về tư tưởng, lại đã được bác dạy bảo hôm khai trường và hình ảnh ấn tượng của Pavel Kosygin trong Thép đã tôi thế đấy, từ đất nước Liên Xô anh em đã vẫy gọi thúc giục, làm sục sôi nhiệt huyết của cả ngàn trái tim để cùng quyết tâm lên đường vào đội thanh niên xung phong 56. Đội thanh niên xung phong 56 là đội cuối cùng của Đoàn Thanh niên xung phong Trung ương, do đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của bác, làm đoàn trưởng, cũng là đoàn đầu tiên của thời kỳ khôi phục xây dựng đất nước. Đội thanh niên xung phong 56 là sinh viên, những người chưa quen lao động, lại có cả nữ, là điều đặc biệt vì chưa có tiền lệ lấy nữ vào thanh niên xung phong, có thể sẽ gây nhiều khó khăn trở ngại. Đồng chí Vũ Kỳ đã báo cáo với bác về suy nghĩ của mình. Bác nói, nữ cũng lấy vào thanh niên xung phong, công việc làm dần dần, từ dễ đến khó, từ nhẹ đến nặng, khuyến khích anh chị em làm việc. Cũng phải biết, những người không thích lao động, chỉ thích cầm bút, nên phải dần dần và không bắt buộc. Về chế độ, thì đoàn dự trù và phân phát sản phẩm lao động trả theo giá thành. Thiếu tài chính thì đoàn bù, sinh hoạt phải khá hơn một chút. Quần áo ai cần thì phát và phát đồ mới. Khi đi, nhà trường phải tổ chức hoan tống. Anh Tố Hữu, Hoàng Minh Giám phải đến động viên. Đảng ủy trường đi đến xem, ở lại vài ngày. Đảng ủy và đoàn thanh niên xung phong phải lãnh đạo sát sao. Tết đến phải chuẩn bị chu đáo, sắp đặt cho vui vẻ. Lúc đầu không tuyên truyền công khai, sau khi làm tốt mới tuyên truyền và dẫn sinh viên quốc tế đến thăm. Được đồng chí Vũ Kỳ truyền đạt lại chỉ thị và những lời dặn dò chu đáo của bác, anh em sinh viên rất cảm động, nhận thức đó là tình cảm, lòng thương yêu chăm sóc, cách dạy dỗ ân tình sâu nặng của bác đối với cả thế hệ thanh niên. Nói cách khác, đó là một mô hình giáo dục mới, mô hình gắn lý luận với thực tiễn, gắn nhà trường với xã hội, gắn lao động trí óc với lao động chân tay mà bác Hồ rất quan tâm và trực tiếp chỉ đạo. Thực hiện lời dạy của bác, sự sắp đặt của nhà trường và sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Xung phong Trung ương, ngày 26 tháng 1 năm 1956, toàn thể anh chị em sinh viên Đại học Nhân dân
với danh hiệu và trang phục đội viên thanh niên xung phong năm 6 đã hành quân lên Phú Thọ, xây dựng nhà máy chè Phú Thọ, một trong những công trình công nghiệp đầu tiên của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Toàn đội được phiên chế thành 9 đại đội với các phiên hiệu từ đại đội 561 đến 569 do đồng chí Trần Tôn, Ủy viên Thường vụ Đoàn Thanh niên Xung phong Trung ương làm đội trưởng. Một số cán bộ của các đơn vị thanh niên xung phong đã tham gia chiến đấu từ chiến dịch Điện Biên Phủ, được điều về tham gia vào ban chỉ huy đội và các đại đội để làm nòng cốt trong đội hình thanh niên xung phong mới. Các đại đội 561, 562, 563 làm việc tại công trường đào giã, xây dựng nhà máy chè Thanh Ba. Các đại đội 564, 565 ở công trường Hương Xạ, xây dựng nhà máy chè Hạ Hòa. 4 đại đội còn lại ở công trường xây dựng nhà máy điện Vũ Ẻn để cung cấp điện cho 2 nhà máy chè. Những ngày đầu, anh chị em ở trong các nhà dân, sau đó phân công nhau vào rừng lấy chè gỗ, lá chanh, lá cọ, về xây dựng lán trại để ăn ở sinh hoạt tập trung, đồng thời vào lao động tại các công trường. Theo đúng luật lao động, mỗi ngày 8 giờ ra công trường, tất cả mọi người phân công thay đổi nhau để cuốc, đào, xúc đất đá gạch, để khiêng, gánh, đầm. Những sinh viên được phân công làm tiếp phẩm anh nuôi chị nuôi, bắt đầu làm quen với bếp núc, son nồi bát đũa, làm quen với việc gánh gồng đi chợ, vào làng mua thực phẩm. Những buổi đầu vào việc thật gian lao vất vả, bàn tay phồng rộp, đôi vai đau rát ê ẩm, nhức mỏi chân tay, sống lưng, rồi mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển, mắt hoa, chóng mặt. Có người đã có biểu hiện buồn chán, bi quan, nhưng rồi có tập thể động viên, có nền nếp tự kiểm, tự phê, có sự cổ vũ bởi các tấm gương chiến đấu hy sinh và lao động quên mình của các chiến sĩ, các lớp thanh niên xung phong đi trước, nhất là những lời dạy bảo dặn dò của Bác Hồ, thì rồi những khó khăn mệt nhọc dần dần qua đi. Và càng diễm phúc biết bao là sau khi anh chị em đã lên công trường, Bác vẫn thường xuyên theo dõi qua báo cáo của Đoàn Thanh niên Xung phong Trung ương. Đồng chí Vũ Kỳ đã truyền đạt lại ý kiến của Bác. Các cháu không được ngại khó, phải làm quen với lao động chân tay, bước đầu làm tùy sức. Mỗi bên quang gánh đặt được một hòn gạch, một xẻng cát cũng gánh. Các cháu phải biết yêu và trọng lao động, nhất là lao động chân tay. Bác còn luôn nhắc nhở các đồng chí ở đoàn, ở đội phải chú ý đảm bảo an toàn lao động, giữ gìn sức khỏe cho anh chị em, không để xảy ra tai nạn, ốm đau nặng. Đó thực sự là bài học về tình yêu và trọng lao động, về tinh thần xung phong, gương mẫu, tính tập thể, sẵn sàng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, và phẩm chất của người lao động mới, không những chỉ dành cho thanh niên xung phong năm 6 mà còn cho cả thế hệ thanh niên nói chung, mà Bác Hồ luôn quan tâm vun trồng phát triển. Thật đúng như vậy, qua thử thách, gắng công rèn luyện, dần dần những đôi vai thờ của anh chị em thư sinh cũng đã gánh được 30-40 kg cát sỏi đá gạch đi hàng cây số. Những đôi tay cầm bút của họ cũng đã quen với cuốc xẻng, xà beng, búa tạ. Lòng bàn tay đã thành chai, không còn đau rát nhức mỏi. Những anh chị em làm tiếp phẩm anh nuôi chị nuôi cũng đã biết ngược xuôi chợ búa, đi vào tận các làng bản xa để mua thực phẩm. Đã biết mổ gà, mổ lợn, biết các thứ rau ngon, biết nấu nướng để cơm không khê không sống, để những bát canh đĩa cá ưa nhìn ngon miệng, cho đồng đội ăn no làm khỏe. Rồi những làn da trắng cũng chuyển dần pha màu sương gió. Những quan niệm về thẩm mỹ cũng dần thay đổi. Đã thấy và hiểu được vẻ đẹp trong lao động, tinh thần càng thêm phấn chấn lạc quan,
nhịp sống lao động ở công trường ngày càng sôi nổi trong các phong trào, thi đua phát triển tăng lên. Ban đêm, từ các lán trại, những cuộc sinh hoạt tập thể, những buổi ca hát, thơ văn được tổ chức rộn rã, tươi vui. Trên tờ bích báo của đội luôn xuất hiện những tin vui về thành tích thi đua, về ý chí vượt khó vươn lên, về các sáng kiến trong phát hiện, cải tiến công cụ, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động và tinh thần đoàn kết đồng đội, tương trợ lẫn nhau trong công tác và sinh hoạt. Đặc biệt là ở kỳ báo nào cũng có chuyên mục để ghi lại những bài thơ hay của Bác Hồ, như bài "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên". Bài "Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông, người sống ở trên đời cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công". Và trích lại những bài nói của các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, có cả lời răn của nhà hiền triết xưa: "Nhất nhật tam tịnh ngộ thân, mỗi ngày tự phán xét 3 lần. Thật là nghiêm khắc, đáng suy nghĩ, ghi tâm. Nhớ một ngày, có 2 nhà báo ở Hà Nội lên thăm công trường, quan sát chụp ảnh, rồi gặp và nói chuyện gì đó với vài cán bộ thanh niên xung phong. Ngày hôm sau, thấy xuất hiện một bài thơ 4 câu. Thanh niên xung phong 5-6 đây thi đua lao động trải tháng ngày, bền bỉ dẻo dai, gồng vai gánh, gánh vơi, gánh mãi, gánh cũng đầy". Mộc mạc đơn giản thôi, nhưng quả đúng là như vậy và thật đáng tự hào vì họ đã đứng vững, đã có bước trưởng thành. Có lẽ đã quen với cuộc sống lao động, vui chơi tập thể, nên trước Tết Bính Tuất 1956, Bộ trưởng, Hiệu trưởng Hoàng Minh Giám và Đoàn trưởng Vũ Kỳ lên thăm, ngỏ ý muốn cho phép anh chị em về nhà nghỉ Tết, nhưng tất cả đều xin ở lại, ăn Tết tập thể tại công trường, để rồi sau 3 ngày Tết lại tiếp tục vào nhiệm vụ. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, những ngày rét buốt, mưa trơn, nắng cháy mồ hôi, sức lực của những chàng trai cô gái đã biến những vùng đồi cây cỏ, đất đá ngổn ngang cứ hiện lên những nền móng bằng chắc, những con đường trải dài cùng với những giàn giáo vươn cao để cho nhà máy điện ở Vũ Ẻn và các nhà máy chè ở Hương Xạ, Đào Giã chính thức ra đời với bề thế khang trang, ghi lại một dấu ấn, một kỷ niệm về những đóng góp xứng đáng của đội thanh niên xung phong 56 Đại học Nhân dân do Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo. Hoàn thành nhiệm vụ ở công trường, anh chị em được trở về trường với niềm vui mừng về những thành quả đã đạt được và tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước. Do yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ, một số ít anh chị em được phân công ở lại trường công tác, một số được chuyển đến các cơ quan bộ ngành, còn đại bộ phận đều được tiếp tục cho đi học ở các trường lớp chuyên ngành, trong đó có những người được đi học ở nước ngoài theo đúng như Bác đã nói trước khi đi thanh niên xung phong là sau đó sẽ tiếp tục cho đi học. Phát huy truyền thống thanh niên xung phong Đại học Nhân dân, anh chị em đều đã học tập tốt và tất cả đều đã được bố trí công tác. Có số đi vào các ngành kinh tế, tài chính, kế hoạch, thống kê, có số sang các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, báo chí xuất bản hoặc ở các cơ quan ban ngành trung ương và cấp tỉnh. Làm gì ở đâu, tất cả đều sẵn sàng, đều phục tùng sự sắp xếp của nhà trường, của cấp trên. Và tất cả đều đã phấn đấu tốt để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều người đã có bước trưởng thành tiến bộ nhanh, có người đã trở thành giáo sư, tiến sĩ, hiệu trưởng trường đại học, giám đốc, tổng giám đốc, vụ trưởng, vụ phó của các ban ngành trung ương, chủ tịch, phó chủ tịch,
trưởng phó các ban ngành cấp tỉnh, cán bộ cao cấp trong công an, quân đội và nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ tài năng nổi tiếng. Điều đáng chú ý nhất là có hơn 600 anh chị em, chiếm hơn 50%, đã được phân công vào ngành giáo dục, một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Không phải chỉ ở Hà Nội, Hải Phòng, mà ở tất cả các tỉnh trong toàn miền Bắc, kể cả Việt Bắc, Tây Bắc xa xôi, ở đâu cũng có các thầy giáo, cô giáo, vốn là đội viên thanh niên xung phong năm 6. Trong hoàn cảnh hòa bình mới lập lại, cơ sở vật chất của các trường lớp còn khó khăn thiếu thốn, nhất là ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Những người thầy cô này đã hết sức cố gắng, tận tâm, góp phần vào công cuộc đào tạo thế hệ học sinh mới cho đất nước. Nhiều thầy cô đã vừa dạy vừa học thêm để dạy tốt hơn, cao hơn. Nhiều người đã trở thành giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua, đã được làm hiệu trưởng, hiệu phó các trường cấp 2, cấp 3. Một số thầy đã nghiên cứu sáng tạo, gióng lên tiếng chống Bắc Lý ở trường Lý Nhân, Hà Nam, nơi khởi xướng ra phong trào thi đua hai tốt là lá cờ đầu của ngành giáo dục cả nước. Một số thầy đã góp công xây dựng mô hình trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình. Một số thầy được cử đi làm chuyên gia, giảng dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Pháp, Anh, Bồ Đào Nha ở Congo, Liban, Beirut, Mozambique. Điều rất vui là có một số đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh, có cả đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Trung ương Đảng kể lại rằng có thời kỳ đã đi học với các thầy giáo là thanh niên xung phong Đại học Nhân dân tại các trường ở Kim Động, Gia Lộc, Tiên Lữ, Hưng Yên, ở chợ Đồn, thị xã Bắc Cạn, Cao Bằng. Thanh niên xung phong năm 6 đã được học tập rèn luyện và trưởng thành như thế đấy. Tất cả đều cảm thấy như cùng một lúc đã được học ở hai trường đại học, Đại học Nhân dân và Đại học Thanh niên Xung Phong. Điều đó chứng minh rõ Bác Hồ cho sinh viên đi thanh niên xung phong là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, là một mô hình kết hợp lao động trí óc với lao động chân tay, kết hợp nhà trường với xã hội. Đó chính là tư tưởng về trường học lớn thanh niên xung phong của người. Tại buổi họp mặt truyền thống của cựu thanh niên xung phong tại Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1956 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đội 56, 1956-1996. Đồng chí Tạ Quang Chiến, người giúp việc cho Bác, nguyên đội trưởng đội 36, nguyên Tổng cục trưởng Du lịch, trưởng ban liên lạc thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1950-1956, đã phát biểu về đội 56 như sau. Đây là một bông hoa đẹp trong lịch sử hào hùng oanh liệt của lực lượng thanh niên xung phong cả nước mà nhiều người chưa biết hoặc biết chưa đầy đủ. Đây là một lực lượng trí thức trẻ đã thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ và giữ mãi truyền thống tốt đẹp của chúng ta. 65 năm đã trôi qua. Trong số những cựu sinh viên Đại học Nhân dân Việt Nam, cựu thanh niên xung phong năm 6 xưa kia, nhiều người đã đi về với tổ tiên. Những người còn lại cũng đã bước sang chặng cuối của cuộc đời, nhưng trong lòng thì vẫn đầy ắp những kỷ niệm đẹp về đội thanh niên xung phong năm 6 và vẫn luôn cố gắng giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của thanh niên xung phong, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và thường xuyên chăm lo dạy dỗ con cháu về đạo đức, phong cách sống, học tập, lao động, chiến đấu, công tác theo gương Bác Hồ vĩ đại. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.